có quê hương, sông núi điều thẳng, hỏi nhân gian dân tộc nào đau thương thế mà hàng triệu người phải bỏ nước xa đi. Phải xa đi để tránh những đòn thù, phải ra đi để dành khí tiết gửi về sau, phải ra đi dẫu nhớ quê mình xa riêng, nhưng phải đi để giữ Tổ quốc màu cờ. Kính thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2023, chúng tôi rất có vinh hạnh được đón tiếp anh Xuân Lê. Thì như quý vị cũng biết, anh là một người tương đối rất là khá là nổi tiếng như là Đình Đại cũng đã biết tới anh một thời gian khá dài, và ngày hôm nay anh phải giữ thế bị động là vì Đình Đại ngày hôm nay thông thường thì là anh Solê là người sẽ là phỏng vấn và đặt câu hỏi, nhưng mà ngày hôm nay thì vị thế nó lật ngược lại, hơi khó phải không anh? Dạ. Dạ vâng, thì đây là một cái dịp mà Đình Đại có thể tâm tình trao đổi với lại anh Xuân Lê, là cái người cùng thế hệ với mình, về những cái suy nghĩ của anh về ngày 30 tháng 4, và để tìm hiểu xem là cái động lực nào và với một cái hoàn cảnh nào, một cái lý do nào khiến cho anh có thể tìm lại cái bản sắc của mình, tìm lại cái lịch sử của dân tộc, cũng như là tìm hiểu về ngày 30 tháng 4. Vậy thì xin anh cho một vài nét khái quát về anh. Anh muốn biết gì? Hình như là Đình Đại được biết là anh sang bên này năm anh 12 tuổi. 12 tuổi, dạ. À, năm anh 12 tuổi, tức là còn rất bé. Dạ, bé thì nó cũng không bé đâu anh. Lúc đó thì mình cũng lớp 6 chuẩn bị lên lớp 7 rồi, cho nên là Son thì ở bên Việt Nam thì Son phải nói là một học sinh rất là khá. Son học giỏi về môn văn rất là nhiều, và đặc biệt là môn lịch sử. Thích lắm, cho nên là mình cũng vì vậy, cái đó là một cái trời ban, cho nên là khi mà mình qua bên này mình gia đình thì nói tiếng Việt, thì cũng là có một cái background là cũng là nhà giáo đó, cho nên là Son giữ được cái tiếng Việt của mình rất là từ thuở mà mình còn trẻ rồi. Đây là lời giải thích cho tất cả những thắc mắc vì sao một chàng trai trẻ 12 tuổi sang Hoa Kỳ ở cái lứa tuổi đó mà vẫn còn giữ được cái vốn liếng tiếng Việt rất là phong phú, và vẫn đam mê tìm hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam. Vâng, và khi anh gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ thì lúc đó với tư cách là một công dân Hoa Kỳ và đồng thời cũng là một người gốc Việt, thì cái suy nghĩ, cái tâm tư, tình cảm của anh như thế nào, và lúc đó anh đã biết gì về ngày 30 tháng 4 chưa? Dạ chưa. Lúc đó thì còn lúc đó còn trẻ lắm, mới vô quân đội Mỹ thì nó thật là Son rất là bỡ ngỡ, tại vì mình cũng mới đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ là cũng chưa có được lâu lắm, mới có vài năm thôi. Khi mà tốt nghiệp high school là mình vô lính liền đó. Tức có nghĩa anh vào lính vào năm anh 18, 19 tuổi hả? 18 là Son vô lính rồi. Dạ. Cho nên là lúc đó mình vẫn còn trẻ, mình cũng cũng chân ướt chân ráo, chưa có rành rõ gì về cái văn hóa Hoa Kỳ cho lắm. Thì khi mà mình bước chân vô trong quân đội thì nó là một cái văn hóa hoàn toàn khác nữa. Nó không giống như là ở ngoài đời. Như ở ngoài đời mình đi học rồi về nhà là có thời gian là Son cũng đi làm. Nhưng mà ở trong đó thì nó khắc khe hơn nhiều lần mà mình có thể tưởng tượng được. À, cho nên là cũng phải mất một thời gian khá lâu thì Son mới bắt đầu hòa nhập vào cái môi trường của quân đội. Vậy thì đối với lại những người gọi là những người đồng đội gốc Mỹ,
khi mà họ nhìn về chiến tranh Việt Nam, và nhất là khi mà mình thuộc về cái thế hệ hậu duệ mà phải mang một cái gánh nặng gọi là của một đội quân chiến bại, thì lúc đó anh có cái áp lực tâm lý gì không, hay là anh có suy nghĩ gì nhiều không? Lúc mà Son còn trẻ thì không có áp lực gì về ngày 30 tháng 4 hết anh. Nói thật là cái thế hệ của mình thì sanh sau đẻ muộn ở bên Việt Nam thì đâu bao giờ được dạy về những cái lịch sử như thế này đâu. Đâu bao giờ họ dám nói về cái ngày này. Hoặc là có nói đi nữa thì họ chỉ nói một cái cụm từ gọi là ngày giải phóng rồi chúng ta đánh thắng. Tức là cái danh từ của người chiến thắng. Đúng, đúng. Và gọi quân lực gọi Việt Nam Cộng Hòa là phe ngụy. Phe thắng cuộc. Phe thắng cuộc gọi phe ngụy. Dạ. Thì đại khái như vậy thì mình qua những cái gì mà họ dạy, sách báo rồi truyền thông rồi ở nhà trường thì mình chỉ biết vậy thôi. Chứ ngoài ra mình cũng không có biết gì về nhiều. Thì khi mình gia nhập quân đội Hoa Kỳ thì những người mà đồng lứa với mình thì cũng họ cũng chỉ biết về văn hóa của Mỹ thôi, chứ họ không có biết gì nhiều về chiến tranh Việt Nam cả. Như vậy thì cái động lực nào, cái giai đoạn nào, thời điểm nào mà anh bắt đầu tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam cũng như là về cái ngày 30 tháng 4 đúng không? Chiến tranh Việt Nam thì Sean đã tìm hiểu từ rất là lâu rồi. Từ khi mà Sean có cái cơ hội gọi là có cái access để mà vô thư viện. Thì khi mà còn nhỏ mình ở bên Việt Nam đi học là trường đâu có thư viện đâu, rất là nghèo, rất là đơn sơ. Nhưng mà qua đến Mỹ thì mình giống như là bị choáng ngợp vậy đó. Cái thư viện nó rất là lớn rồi, sách báo rồi miễn phí. Thì mình mới tìm về bất cứ cái gì mà liên quan đến Việt Nam thì Sean đều thích thú mà Sean muốn tìm hiểu. Nó cho mình cái cảm giác rất là thú vị. Và nhất là hình ảnh nữa, mình lật lại thì đến lúc đó mình mới có cái cảm giác là ồ, đây là cái câu chuyện của phía bên kia, họ kể lại như thế nào. Thì từ lúc đó mình mới thấy được hai cái khía cạnh nó khác nhau. Nhưng mà nói về hiểu sâu, hiểu xa thì lúc đó mình cũng chỉ là một người trẻ, mình chưa có nhiều cái kinh nghiệm. Nhất là những cô chú bác không có những cái nhân chứng sống để mà kể lại cho mình qua cái câu chuyện, thì mình chỉ tìm hiểu qua sách báo. Thì nhiều khi sách báo họ cũng viết một cách rất là chung dung đó. Thì mãi cho đến khi mà Sean về lại Cali thì Sean có cái cơ hội gặp gỡ được rất là nhiều những cô chú bác mà đi lính Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Thì bắt đầu họ mới kể lại cái câu chuyện của họ, họ hành quân như thế nào, rồi những cái câu chuyện đặc biệt khi mà họ bị tống giam ở trong trại tù đó, mà họ gọi là trại tù cải tạo đó, ở bên kia họ gọi là như vậy. Thì bắt đầu mình mới tìm hiểu và mình mới biết thêm nhiều về chiến tranh Việt Nam. Vâng, đúng là Đức Cali là cái nơi mà đã khai mở ra cho, có lẽ là không chỉ riêng cho Sơn Lê mà ngay cả cho Đình Đại nữa. Đình Đại ở cái môi trường ở Paris ấy, thì quả thật là cũng có một số các quân nhân, các cựu quân nhân, nhưng mà có lẽ con số ít, cho nên là những cái hoạt động và những cái cơ hội mà mình có thể mình gặp gỡ được các vị đó, để các vị đó có thể kể cho mình biết, cho mình hiểu được những cái khía cạnh về cuộc chiến của Việt Nam, và hiểu hơn về cái ngày 30 tháng 4. Thì đúng là chính ở cái Đức Cali này mà Đình Đại đã có được cái cơ hội đó, thì đã hiểu được cái kinh nghiệm đã trải qua của Sơn Lê. Như vậy thì khi mà đã hiểu được những cái khúc mắc cũng như là những cái khía cạnh đôi khi nó mâu thuẫn về cái cuộc chiến Việt Nam, thì Sơn Lê có suy nghĩ như thế nào, hay là có tìm hiểu thêm hay không? Tìm hiểu thêm về cái lịch sử của cuộc chiến anh? Dạ có chứ. Thì khi mà mình lớn lên rồi thì đương nhiên là mình có những cái kiến thức mới, và mình bắt đầu mình trưởng thành, và mình có thể phân biệt được, và mình có cái lý luận riêng của mình. Mình có thể nhìn được là từ cái góc độ nào cái lịch sử nó diễn ra như thế nào, cái biến cố nó như thế nào, và cái góc nhìn của hai bên nó như thế nào. Chứ không thể nào mà mù quáng mà mình nghe theo một bên. Đúng vậy. Yeah. Và khi mà không phải là chỉ tìm hiểu về cái cuộc chiến trước năm 75 mà khám phá ra cả một cái xã hội cũng như là một cái nền văn hóa của miền Nam trước đó, thì Sơn Lê có cảm nhận như thế nào, đón nhận như thế nào về cái... Trước tiên là cái âm nhạc.
Thì khi mà lớn lên ở đây á, John nghe rất là nhiều nhạc phẩm ở trung tâm Asia cũng như là Paris by Night. Có một cái giai đoạn là nhất là trung tâm Asia họ phát hành rất là nhiều những cái DVD âm nhạc về lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái giai đoạn đó làm cho John rất là say mê lắm. Hầu như là tất cả những cái bài nhạc lính là John đều biết hết á, nghe rồi biết, nhưng mà nhiều khi mình có những bài mình không biết tên thôi, nhưng mà nghe lên cái là mình biết. Thì mình bắt đầu say mê và mình tìm hiểu, và cộng thêm những cô chú bác mà mình quen biết nữa, thì mình cảm thấy là wow, nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 nó rất là đẹp, nó đẹp tuyệt vời luôn, nhất là cái âm nhạc. Mà âm nhạc thời đó thì theo John được biết là ở ngoài Bắc thì họ không có, rất là khắt khe. Những cái bản nhạc của họ thì đa số là về tuyên truyền thôi, chứ nó không có chú trọng về văn hóa và tình người, không có tự do sáng tác. Dạ, đó thì dạ vâng, thực quả là đúng như vậy. Miền Nam Việt Nam đã không chỉ để lại một cái tài sản văn hóa đồ sộ về âm nhạc như Sô Lê đã nói, mà song song đó còn có nhiều những cái tài sản khác, tài sản lớn lao khác, như là về văn học, về lịch sử, cũng như là về, nhất là về giáo dục. Một cái lối giáo dục mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy là miền Nam đã có được một cái nền tảng giáo dục khai phóng, khiến cho con người ta có được những cái căn bản, những cái cơ hội để mà tự suy nghĩ, tự đi trên cái đôi chân của mình, rất gần với lại cái xã hội mà chúng ta đang sống ở đây. Thì Sô Lê, cái động lực nào và khoảng thời gian nào thì Đình đã được biết là sau này Sô Lê là một trong những tiếng nói rất là tích cực trong cái việc truyền tải những thông tin, cũng như là đấu tranh cho cái ý thức dân chủ và cho cái khát vọng tự do của Việt Nam. Thì cái thời điểm nào Sô Lê bắt đầu cái công việc đó? Dạ, Sơn cũng chia sẻ với anh luôn, cái ngọn lửa trong lòng mình thì mình đã có từ lâu rồi, từ lúc mà mình còn nhỏ rồi. Thì khi mà mình đã coi những cái bộ phim, lúc nhỏ mình coi phim những cái phim ảnh ở trên đó, lúc nào mình cũng đứng về, mình thích về những người thiện, đúng không? Thích những cái anh hùng đó, chứ không ai mà thích những cái phe ác cả. Thì khi mà mình đi lính thì mình đã có trong người là cái máu là một người chiến binh rồi. Lúc nào mình cũng muốn là phải chiến đấu cho một cái sự chính nghĩa, chiến đấu cho một cái sự nhân văn, tự do, dân chủ, hòa bình. Chứ không phải là mình đi lính là vì mình muốn đi xâm chiếm nước khác, hoặc là mình muốn đi gieo những cái tai ương đến cho những người khác. Mình là một người thích binh vực những kẻ yếu và lên án những cái gì xấu xa ở trong xã hội. Và đó, ít ra đó là cái châm ngôn ở trong quân đội Hoa Kỳ mà họ dạy cho mình biết. Đó, nó hoàn toàn nó đi ngược lại những cái lời tuyên truyền của nhiều người khác mà họ không có cái nhìn tốt đẹp về nước Mỹ. Đó, thì cái ngọn lửa đấu tranh là một người chiến binh thì nó đã có trong John từ lâu lắm rồi. Nhưng mà cho đến khi cái thời điểm, John còn nhớ là lúc đó là hình như là mùa hè năm 2018, thì John coi ở trên mạng rầm rộ là người Việt Nam mình xuống dưới đường biểu tình. Biểu tình rất là đông. Thú thật thì John rất là bất ngờ. John không nghĩ là người Việt Nam sẽ có một ngày mà đúng rồi dám xuống dưới đường biểu tình như vậy, tại vì họ bị đàn áp từ lâu rồi. Có một khoảng thời gian có những cái cao trào của người Việt ở trong nước đi, dạ vâng, xuống đường từ năm 2016 đổ đi. Dạ vâng. Thì lúc đó thì John mới bắt đầu theo dõi, John thức trắng đêm luôn, trắng đêm mà theo dõi và nghe những cái anh em nhiều khi họ up lên những cái bài hát mà về tự do dân chủ, những cái ca khúc mà nhạc lính Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa rất là oai hùng. Tự nhiên nó có một cái gì đó nó thúc giục trong người mình, đó là mình cảm động, mình vừa coi mà mình rơi nước mắt, mình cảm động cho người dân của mình. Mình cái khoảnh khắc nó rất là xúc động và mình nghĩ là tại sao dân tộc của mình á, là chúng ta có rất là nhiều anh hùng, chúng ta rất là bất khuất. Ở trong quá khứ chúng ta có Hai Bà Trưng, chúng ta có Lý Thường Kiệt, chúng ta có Ngô Quyền,
chúng ta có rất là nhiều vị vua, vị tướng oai hùng không bao giờ khuất phục trước giặc phương Bắc. Mà người dân của chúng ta cũng vậy. Mà khi mà chúng ta đi sang những cái nước văn minh như là Mỹ, Pháp, Canada, những nước Tây Âu, gần nhất ngay cả trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta cũng có rất nhiều anh hùng. Dạ vâng. Nhưng mà những cô chú bác thời xa xưa thì Son không có cái cơ hội để mà biết nhiều về họ. Chẳng hạn như những vị tướng mà đã Tuấn Tiết. Thì mình không, chưa bao giờ tiếp cận họ, mình không hiểu, mình chỉ nghe kể lại thôi. Nhưng mà mình cũng rất là ngưỡng mộ những vị anh hùng đó. Nhưng mà những người mà mình có thể tiếp cận được, thấy được bằng xương bằng thịt ở đây á, là những người mà những nhân tài của nước Mỹ, như là tướng Lương Xuân Việt, như là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, và những phi hành gia vân vân và vân vân. Rất là nhiều người rất là tài ba đã có những cái đóng góp rất là đáng kể cho đất nước Hoa Kỳ. Và có một câu nói của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh mà Son nhớ không bao giờ quên được. Cô ấy nói là chúng ta không phải là dân ăn bám. Chúng ta đến quê hương thứ hai là chúng ta có những cái sự đóng góp cho quê hương này. Thì rõ ràng chúng ta là một dân tộc rất là cần cù, chăm chỉ và thông minh. Chúng ta làm được việc, cái mà chúng ta cần là một cái môi trường sống, một cái thể chế dân chủ tự do. Nghĩa là chúng ta đến đây bằng một cái căn cước tị nạn chính trị. Đúng vậy. Chứ không phải là chúng ta phải chối bỏ một cái đất nước nghèo nàn, lạc hậu để mà đi tìm một cái cuộc sống gọi là xa hoa hơn. Chúng ta vì cái nghịch cảnh, cái trớ trêu của lịch sử mà chúng ta phải tìm đến cái mảnh đất này. Dạ vâng. Và đó là cái chìa khóa đó. Cái tự do dân chủ, cái thể chế tự do dân chủ mà những đất nước Tây Âu mà họ gọi là tư bản dậy chết. Nó đã cho chúng ta một cái môi trường như vậy, nó thúc đẩy những cái tiềm năng trong người của chúng ta lên. Và vì vậy cho nên là chúng ta cộng đồng người Việt, chúng ta người Mỹ gốc Việt, người Pháp gốc Việt, vân vân và vân vân, chúng ta có rất là nhiều người tài ba đó, những cái thành công rất là đáng kể mà mình có thể thấy được rất là điển hình ở đây. Nhưng mà nhìn lại, trở lại cái câu hỏi của anh, khi mà nhìn lại quê nhà mà sao thấy những người dân xuống dưới đường như vậy, mình có thể cảm nhận được cái sự đàn áp bấy lâu nay. Họ không có cái tự do và họ có những cái uất ức trong người từ lâu lắm rồi, cho nên là họ mới xuống dưới đường mà bày tỏ. Chứ nếu mà một người mà cảm thấy mình hạnh phúc, mình sung sướng, mình đang sống ở thiên đường thì tội gì mình xuống dưới đường để làm gì? Đúng rồi. Đúng không? Mình chấp nhận những cái sự nguy hiểm, rủi ro có thể xảy đến với mình và gia đình của mình. Tại sao mình phải chấp nhận những cái sự rủi ro đó? Nó là một cái ngọn lửa trong người mà nó thúc giục mình phải làm một cái gì đó. Và Son cảm thấy là đến lúc đó mình nhìn những người đồng bào của mình xuống dưới đường, chấp nhận những cái sự rủi ro, bắt bớ, đàn áp. Và thậm chí là có một anh chàng tên là Will ở bên Texas. Son theo dõi người thanh niên này rất là từ lâu và thấy anh ta bị đánh đập tàn nhẫn, máu me chảy ra rồi bị bắt giam. Và Son cũng là một trong những người mà ký những cái thỉnh nguyện thư để mà cho anh ấy được cái sự tự do. Thì khi mà mình nhìn những người như vậy, họ dám đấu tranh. Đúng rồi. Vậy thì mình là gì? Trong khi mình là một chiến binh mà. Mình là một người lính mà. Và Will Nguyện là một người trẻ, như chúng ta đã thấy đó, đã dấn thân cho cái cao trào gọi là xuống đường vào giai đoạn đó. Anh có được cái may mắn là anh được trở về Mỹ. Nhưng đằng song song với anh có rất nhiều các anh chị em trẻ ở trong nước phải chịu bị bắt từ cái giai đoạn đó, từ năm 2016. Có nhiều người bị tù cả chục năm trời. Và cho tới ngày hôm nay có nhiều người được thả ra và hoàn toàn không có được cái cơ hội để hòa nhập vào xã hội. Họ phong tỏa hoàn toàn cái phương tiện sống của họ. Thì đó là những người giống như là chiến sĩ vô danh vậy, mà đôi khi chúng ta không được biết đến. Dạ vâng. Thì back to cái câu hỏi của anh, khi mà mình là một người mà mình rất là yêu cái dân tộc của mình, yêu quê hương của mình, chứ không phải là mình đi rồi mình ngó lại, mình ruồng bỏ, mình khinh thường người dân của mình,
thì mình có những cái tình yêu sâu sắc đó, cho nên là nó đánh động không phải là mình Sean không, mà rất là nhiều người, những anh em chiến hữu của Sean là Sean biết, thấy thương cho người dân Việt Nam. Thì từ lúc đó là Sean mới nghĩ là mình phải làm một cái gì đó, mình phải cất tiếng nói thôi. Chứ mà nếu mà mình cứ giữ im lặng như vậy thì mình là ai? Cái lý tưởng của mình là gì? Tại sao mình lại đi lính? Mình phục vụ vì cái gì? Mình tin vào cái điều gì? Và bây giờ những người mà mình yêu thương họ đang bị đàn áp như vậy, họ không có tiếng nói, thì mình phải làm gì? Không lẽ mình cũng im lặng à? Đó, thì đó là một cái động lực, nó giống như nó đánh thức Sean. Sean bắt đầu, Sean tìm hiểu sâu xa hơn, và Sean bắt đầu có một cái sứ mệnh là Sean đi làm truyền thông. Sean muốn thúc đẩy cái tự do ngôn luận, không chỉ dừng lại ở đó mà mình còn muốn phát huy những cái văn hóa tốt đẹp của Việt Nam mình, muốn duy trì cái nền văn hóa ở đây. Tìm hiểu là cái cội nguồn, Sean rất là đam mê lịch sử, rất là đam mê lịch sử, và Sean có làm những cái chương trình mà đi lên San Jose và Sean viếng thăm những viện bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa, và xem lại những cái hình ảnh mà thuyền nhân đó, biết bao nhiêu người Việt tị nạn mình nó phải bỏ mạng ở nơi biển cả chỉ vì muốn tìm một cái giấc mơ, một cái giấc mơ tự do, dân chủ, họ chấp nhận hy sinh như vậy. Vì vậy mà cho nên chúng ta mới có một cái cộng đồng hải ngoại khắp nơi trên thế giới vào những thời điểm hiện tại. Đúng vậy. Đó. Thì những cái hy sinh của họ vì cái gì? Không thể nào để cho cái sự hy sinh của họ bị lãng phí thôi. Vậy thì theo Sô Lê thì khi mà đi vào cộng đồng như vậy đó thì tất nhiên là mình sẽ khó có thể mà mình so sánh giữa mỗi cái địa phương đều có một cái sắc thái riêng biệt, như là đại đến từ Paris chẳng hạn. Thì theo Sơn thì Sơn có thấy cái sự đồng nhất nào, hay là có một cái gì đó nó nổi bật giữa những cái cộng đồng Việt của chúng ta ở những nơi mà Sơn đã có cái dịp đến hay không? Cái điều này nó cũng hơi tế nhị, là Sơn cảm thấy là người Việt mình á, ở nước Mỹ, ở Pháp thì Sơn không biết. Nhưng mà riêng ở Mỹ á, thì được biết là ở Mỹ là đông người Việt nhất chỉ sau Việt Nam thôi. Thì những cộng đồng mà thưa thớt đó ở tiểu bang xa thì Sơn thấy họ lại có cái nhiều cái sự gắn bó hơn, nhiều cái sự đoàn kết hơn. Không biết, không hiểu là tại sao. Nhưng mà nơi nào mà có nhiều người Việt thì nơi đấy thì hình như là có những cái sự bất đồng chính kiến rất là nhiều. Có những cái sự không đồng ý với nhau rất nhiều, thậm chí là gây gổ nhau nữa rất là nhiều. Nhưng mà không phải vì đó mà chúng ta ghét bỏ nhau. Chúng ta vẫn quan tâm đến nhau. Và chúng ta vẫn, khi mà có một cái vấn đề gì đó thì chúng ta vẫn có thể hợp lại với nhau để mà cất lên một cái tiếng nói chung thôi. Vậy thì trở lại với lại ngày 30 tháng 4, thì liệu anh có nghĩ rằng ngày 30 tháng 4 có thể là một cái ngày để mà kết nối, làm cái chất xúc tác để mà chúng ta có thể nhìn lại cái bản sắc chung của mình, cái quá khứ chung của mình, để mà mình có thể vượt qua được những cái dị biệt nhỏ của chúng ta, để mà biết rằng chúng ta có cùng một cái quá khứ, có cùng một cái nỗi đau, chia sẻ cùng một cái những cái gian truân đã trải qua. Thì phải chăng ngày 30 tháng 4 phải là một cái ngày mà để cho chúng ta kết nối với nhau hay không? Sơn hy vọng là chúng ta làm được như vậy, và rất nên, chúng ta rất là nên. Tại vì ngày 30 tháng 4 là một cái ngày rất là quan trọng, một cái mấu chốt ở trong lịch sử, mà cái điều quan trọng mà Sơn nghĩ bây giờ là chúng ta nên để cho thế hệ trẻ hiểu được thực sự lịch sử của ngày 30 tháng 4 là gì. Tại vì đại đa số những bạn trẻ bây giờ vẫn còn chưa biết, nó rất là mù mờ về lịch sử. Tại vì Sơn hiểu, Sơn đã từng ở đó, trải qua cái giai đoạn đó rồi, cho nên là mình hiểu được các bạn. Thậm chí các bạn, Sơn biết là có nhiều bạn trẻ bây giờ đi qua bên này học mà ở trên phone đó vẫn còn để cái tờ tiền Hồ Chí Minh này kia. Họ rất là tôn thờ một cái gì đó, một cái biểu tượng gì đó mà họ giống như là đã dạy cho họ từ lúc mà họ chào đời rồi.
đó, cho nên là mình hiểu được cái điều đó. Đúng rồi. Đó, yeah. vì lịch sử họ lịch sử được dạy ở trong nước là một lịch sử một chiều, một cái lịch sử mà nó được chỉ đạo cũng như là nó chỉ bắt người ta hiểu và đi theo một cái đường hướng nào đó được chỉ đạo mà thôi, chứ nó không phải là một cái sự thật mà nó giúp cho con người ta hiểu được cái các căn nguyên cội rễ của vấn đề để mà chúng ta hiểu được chính mình là ai. Khi mà mình hiểu được mình là ai thì mình mới có cái hy vọng mình biết được rằng mình sẽ phải đi về đâu. Đúng. Dạ. Vâng, thì một cái câu hỏi cuối Đình Đại muốn hỏi đến anh là anh xin anh chia sẻ về cái suy nghĩ của anh về về tương lai của có thể là của cộng đồng, có thể là của tình hình đất nước Việt Nam, cũng như là cái ước mơ của anh như thế nào về cái tương lai. Dạ, yeah, vâng, cảm ơn anh đã hỏi cái câu hỏi này. Cái ước mơ của Sean, cái nguyện vọng của Sean thì thứ nhất là đúng, chúng ta được hưởng một cái nền tự do dân chủ ở nước ngoài thì chúng ta lúc nào cũng mong muốn là người dân ở trong nước cũng được hưởng những gì mà chúng ta đang được hưởng. Chỉ đến khi đó thì người dân của Việt Nam mới có được cái cuộc sống tự do và sung túc về tài chính. Và thứ hai nữa là tự do cái biểu hiện cái quan điểm của mình cũng như là cái tự do ngôn luận. Dạ. Và cái nguyện vọng thứ hai của John là tại nơi này, làm sao để mà mình có thể come together, có một cái tiếng nói chung. Làm sao để mình có thể duy trì được cái văn hóa tốt đẹp của mình từ ngàn năm nay rồi, duy trì được nó ở nơi xứ Mỹ cũng như là những nơi khác. Và làm sao để mà cho những thế hệ đàn em, thế hệ tiếp nối, họ giữ được cái văn hóa này. Quan trọng nữa là cái ngôn ngữ của mình, làm sao họ có thể duy trì được cái tiếng Việt tại Mỹ hoặc là những nơi khác. Đó là cái điều mà Sean trăn trở. Và biết đâu được qua đó, khi mà chúng ta giúp các em hòa nhập vào cái cuộc sống. Tại vì bây giờ đâu phải là thế hệ của Sean là nó dừng lại đâu, vẫn còn rất là nhiều người nhập cư sang đây mỗi năm, mỗi tháng. Đó, thì làm sao chúng ta có thể giúp được những người này hòa nhập vào với cái nền văn hóa của Hoa Kỳ, với một cái cuộc sống mới, một cái đời sống mới. Và biết đâu được qua những cái việc làm mà hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau như vậy, thông cảm cho nhau như vậy, chúng ta tìm được một cái tiếng nói chung. Mặc dù là chúng ta không nhất thiết là cái quan điểm của chúng ta phải giống nhau. Nhiều khi chúng ta tin tưởng vào một cái điều này và có những người họ không tin như vậy. Nhưng mà chúng ta phải tìm được một cái điểm chung gì đó để mà đến gần với nhau hơn. Vâng, thì Đình Đại cũng chia sẻ cái suy nghĩ như anh, đó là làm sao để chúng ta giúp được cái thế hệ đi sau hoặc là những người mới sang có thể hội nhập được vào cái xã hội Mỹ, xã hội Pháp, xã hội châu Âu, xã hội nơi mà chúng ta đang sống, để mà hòa nhập được vào cái đời sống xã hội đó, và nhất là ý thức được những cái giá trị nhân bản, những cái giá trị tự do, những cái giá trị mà chúng ta đang được thừa hưởng ngày hôm nay. Và khi mà ý thức được rằng những cái giá trị đó chúng ta được thừa hưởng, thì chúng ta cũng sẽ ý thức được rằng người dân của chúng ta, đồng bào của chúng ta ở trong nước cũng phải được, đáng lẽ phải được thụ hưởng những cái giá trị đó. Và khi mà nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ chợt thấy hạnh diện, bởi một điều là với 20 năm hiện hữu tương đối ngắn của nền Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, thì chúng ta đã có những cái mầm mống, chúng ta đã có những cái cơ sở, những cái căn bản về những cái giá trị mà chúng ta đang được thừa hưởng ngày hôm nay. Cho nên là đó là có thể đó là một cái niềm tự hào mà chúng ta có thể sẻ chia cho nhau để mà có được một cái niềm tin, có được cái sự tự tin để mà chúng ta tiếp tục duy trì cũng như là chia sẻ với nhau về những cái giá trị đó, về những cái giá trị mà mặc dù trong cái giai đoạn rất là khắc nghiệt của chiến tranh mà xã hội của chúng ta, xã hội miền Nam
Việt Nam Cộng Hòa đã có được những cái căn bản, những cái giá trị mà chúng ta đã được thụ hưởng ở những cái xã hội này. Thì khi mà chúng ta có được một cái tầm nhìn đồng với nhau thì chúng ta sẽ có thể đi xa hơn, cùng đi với nhau xa hơn cho tương lai, cho cái nguyện vọng mà Xuân Lê đã chia sẻ vào khi này. Dạ vâng. Dạ. Vâng, thì một lần nữa xin cảm ơn Xuân Lê rất là nhiều đã có một cái buổi nói chuyện và chia sẻ rất là chân thành về không chỉ riêng về ngày 30 tháng 4 mà còn là về những cái tâm tư hoài bão, và hy vọng rằng những cái điều ước nguyện của Xuân Lê cũng như là của Đình Đại trong đó nữa và của rất 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 là nhiều người, chúng ta sẽ đạt được những cái ước mơ đó, và Đình Đại nghĩ rằng không có lý do gì chúng ta không đạt được. Dạ vâng thưa. Một lần nữa Đình Đại xin cảm ơn Xuân Lê rất là nhiều đã bỏ cái thời gian của mình để mà đến có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là lý thú. Thì hy vọng là trong tương lai sẽ có những cái buổi trò chuyện tiếp với lại Xuân Lê, và chúng ta sẽ có thể bổ sung cho nhau nhiều cái kiến thức bổ ích. Dạ. Có quê hương sông núi điều hỏi nhân gian, dân tộc nào đau thương thế mà hàng triệu người phải bỏ nước xa đi, phải xa đi để tránh những đòn thù, phải ra đi để dành khí tiết gửi về sau, phải ra đi dẫu nhớ quê mình xa riêng, nhưng phải đi để giữ tổ quốc.